Phim Hoa Hồng Giấy sản xuất bởi Viettel Media. Cơm, tiền có một đồng mà cà phê. Dạ, chứ hỏi mình có dùng gì không? Cho em trà đá. Bên em đang không có trà đá chị, mình có thể dùng đồ khác. Ý bạn ý là trà đào. Dạ vâng, em cảm ơn. Ông Kiên hẹn là ra cửa hàng, nhưng mà tao sợ lộ nên tao bảo ra đây luôn. Mà mày vừa đi đâu về đấy? Tao đi xem bói, cái bà này bà xem chuẩn lắm mày ạ. Suốt ngày bói với toán, thế mà mày không xem được là trước 6:30 tối nay thì nên đánh con gì à? Thì đi xem là ngày lành tháng tốt, xem vận hạn thôi. Chứ tao mà xem được chiều nay về con gì thì tao ở nhà tiền tỷ rồi, chứ tao không phải ngồi đây, nghe chưa? Mà cứ tưởng tượng tao đi một con lá bồ đi nỉ, tao đỗ phịch trước cửa đơn vị anh Kiên, rồi dù anh đi chơi nghe mà sướng hết cả con người lên. Này tao bảo, mày ngồi ngay ngắn lại đi, ngồi nghiêm túc lại. Đấy, sao? Mày ngồi im đấy để tao lạy ấy. Khó như thế mà mày cũng nghĩ ra được. Alo alo, bớt hạ thấp bạn mày đi được không? Này, mà chị xem bói chị còn bảo là cuối năm tao có hỷ sự đấy. Anh anh Kiên, vào đây ngồi đây. Anh cho em hỏi mình có dùng gì không? Anh mong việc phải đi. Cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn. Anh mới xong việc, tranh thủ ở cửa hàng thăm tụi em á. Mà sao cửa hàng lại đóng vậy? Thuê cửa hàng đất đỏ, bỗng hôm không sợ phí à? Cửa hàng em sang nhượng rồi ạ. Đang làm ăn được sao lại sang nhượng? Cái chỗ đấy nhiều cửa hàng quá, thế là em không cạnh tranh được, nên là bọn em mới sang nhượng lại cửa hàng để lấy vốn để làm ăn lớn hơn. Sức đến đâu thì làm đến đó. Tôi muốn làm giàu á, không tốn công tốn sức, chỉ có làm ăn phi pháp thôi. Nói chuyện anh chán bỏ xứ ra. Anh cứ bôn xe vích chả khác gì bố cả. Mà thôi, anh cứ kệ em đi. Cuộc đời của em muốn làm thế nào thì kệ em. Quá chuẩn. Cuộc đời của nó để nó tự lo. Còn cuộc đời của em, anh thích làm nào làm à? Làm gì thì làm. Dính vô mấy chuyện không đàng hoàng á là em chết với anh. Hiểu chưa? Vâng ạ.